mọi người vào một chiều mưa gió, mình sẽ dắt bạn đến cỏ phiên bản đất hiểm nha. Hay không phải là tìm pha ke đâu nha, cái này là hàng chính chủ đó. Chẳng qua là chị chủ muốn thay đổi không gian cho khách có thể tĩnh tâm và yên tĩnh hơn, nên mới chuyển từ ở ngoài mặt tiền về trong hẻm để cho các bạn có thể thư giãn khi mà gội đầu dưỡng sinh tại đây. Không gian có rộng và nhiều lầu hơn, nhưng mà cái chỗ để xe thì nó nhỏ xíu à. Các bạn có thể để phía bên phải của tiệm á, thì nó sẽ dễ dàng cho cái việc mà dắt xe ra dắt xe vô. Nhưng mà để ở đó thì các bạn nhớ khóa cổ và đóng luôn cả cái nắp của chìa khóa lại nha, để tránh mất mát xe. Rồi cho mình hỏi, không biết là cao nhân nào đã sáng chế ra bộ môn mà gội đầu massage dưỡng sinh như thế này, rồi có chế thêm keo trong đó không, hay sao mà nó dính quá vậy nè? Cái này là chuyện tâm linh không đùa được đâu nha. Ai mà cứ tam tai, mà đứa nào mà nói xấu bên tai mình nó cứ vô đây xong đến thải độc tai rồi đốt luôn phong long mấy cái mỏ nữa liền. 4749 bước massage từ cổ vai gáy cho đến gội đầu massage mặt, thì bây giờ là bước tiếp theo này các bạn nghe nha. Mình nghe mà mình tưởng đâu tiếng mấy cái ống nước nó va vào nhau không á. Đúng là cơ thể được roi đầu tiên luôn á. Bây giờ là mình đi tắm bồn nè. Tắm bồn này các bạn biết để làm gì không? Để cho thảo mộc giúp cho cơ thể của mình thải độc ra, xua tan được cái mệt mỏi này, quá luôn chiều bản thân để bây giờ bị ghiền. Thôi cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.